Đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ khi Nga khai hỏa xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2. Ngoài chiến sự căng thẳng giữa hai quốc gia đã và đang làm thay đổi cục diện châu Âu, thì vấn đề giá cả và sự thiếu hụt lương thực trên toàn cầu là một trong những chủ đề được quan tâm hàng đầu của thế giới. Trung Quốc thì siết chặt đất nước bằng chính sách Zero Covid, khiến nền kinh tế trong nước lao dốc, gián đoạn nguồn cung ứng nhiều loại thực phẩm trên toàn cầu. Các tổ chức quốc tế và các chuyên gia về vấn đề an ninh lương thực toàn cầu nhận định thế nào về tình hình chung đang diễn ra? Cảnh báo khủng hoảng lương thực toàn cầu và con đường thoát đói. Sau cuộc họp G7 vào giữa tháng 5 2022, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock khẳng định giá lương thực tăng vọt trên toàn thế giới hiện nay chính là kết quả của việc Nga theo đuổi chiến lược chiến tranh hỗn hợp tại Ukraine. Bà Annalena nhấn mạnh, Nga đã cố ý trong việc biến cuộc chiến chống Ukraine thành một cuộc chiến ngũ cốc. Tình trạng này ảnh hưởng đến hàng loạt các quốc gia, đặc biệt là các nước ở châu Phi. Bà cảnh báo, chúng ta không được xem nhẹ điều này. Đây rất có thể là một công cụ hoàn toàn có chủ ý của Nga trong một cuộc chiến hỗn hợp hiện đang được tiến hành. Một nạn đói quy mô lớn đang đe dọa thế giới. Phía Moscow lập tức bác bỏ những cáo buộc của Bộ trưởng Ngoại giao Đức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng cuộc khủng hoảng lương thực đã và đang xảy ra chính là hậu quả của việc tập thể các nước phương Tây dưới áp lực của Hoa Kỳ đã áp dụng hàng loạt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, trước đây Ukraine từng xuất khẩu tới 5 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng, nhưng giờ đây các chuyến hàng đã bị dừng lại do Điện Kremlin phong tỏa các cảng của Ukraine. Hành động này sẽ khiến hàng triệu người sẽ phải chết đói trong tương lai gần. Hiện tại có khoảng 90 triệu tấn nông sản đang bị ứ động tại Ukraine do Nga đã phong tỏa các cảng của nước này. Kể từ khi bị Nga xâm lược, Ukraine đã phải xuất khẩu ngũ cốc bằng tàu hỏa qua biên giới phía Tây hoặc từ các cảng sông Danube nhỏ thay vì đường biển. Tuy nhiên, các toa xe chở ngũ cốc vẫn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như gặp phải lực lượng Nga trên đường vận chuyển, thiếu hụt lao động hậu cần. Một mối quan ngại khác là một số kho trữ ngũ cốc có thể đã bị phá hủy trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra. Phó Chủ tịch Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, ông Joseph Kimmich-Huber cho biết, vào lúc này đây, chúng tôi thấy được một tình huống quái âm ở Ukraine. Gần 20 triệu tấn ngũ cốc sẵn sàng cho xuất khẩu nhưng không thể rời khỏi đất nước chỉ vì thiếu cơ sở hạ tầng và các cảng bị phong tỏa. Việc ngũ cốc bị chặn xuất khẩu có thể dẫn đến tình trạng thiếu kho dự trữ trong vụ thu hoạch tiếp theo vào tháng 7 và tháng 8, đặc biệt nếu các cảng ở Biển Đen vẫn bị lực lượng Nga phong tỏa. Cuộc chiến sinh tồn lương thực. Trước tình huống thiếu hụt nguồn lương thực, một số quốc gia đã áp dụng các chính sách hạn chế xuất cảng lương thực. Điều này làm dấy lên lo ngại trên toàn cầu về nguồn cung lương thực, thậm chí làm trầm trọng thêm nạn lạm phát lương thực. Giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc, ông David Beasley cho biết, số người thiếu thực phẩm để ăn đã tăng từ 80 triệu người lên 276 triệu trong vòng 4 đến 5 năm qua. Hiện giờ chúng ta lại đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực bất thường do cuộc chiến Nga-Ukraine. Chi phí lương thực, giá cả hàng hóa, chi phí vận chuyển đã tăng gấp đôi, gấp 3, thậm chí là gấp 4 lần. Nga đã công bố lệnh cấm đối với hạt hướng dương và áp đặt hạn ngạch xuất cảng 700.000 tấn đối với khô dầu hướng dương cho đến ngày 31 tháng 8. Bên cạnh đó cũng đình chỉ xuất cảng ngô, lúa mì, lúa mạch cho đến ngày 30 tháng 6. Serbia đã hạn chế xuất cảng bột, lúa mì, ngô và dầu làm mát cho đến cuối năm. Trước tình cảnh trên, khoảng 30 quốc gia cũng đã thực hiện các bước để hạn chế xuất cảng một số thực phẩm nhất định như Ấn Độ hạn chế xuất cảng lúa mì, chính phủ chỉ đồng ý xuất cảng loại lương thực này cho các quốc gia cần lúa mì để đáp ứng các yêu cầu về an ninh lương thực. Ai Cập chặn xuất cảng hành tây, cà tím, khoai tây và cà chua, thời gian là không xác định. Thổ Nhĩ Kỳ cấm xuất cảng một số sản phẩm ngũ cốc cùng với bơ, thịt dê, thịt bò và thịt cừu cho đến ngày 31 tháng 12. Sau khi lạm phát tăng đột biến 54% trong tháng 2, giá thịt trong nước đã tăng gần 50%. Argentina thì giới hạn khối lượng xuất cảng lúa mì và ngô. Malaysia công bố lệnh cấm xuất cảng thịt gà làm dấy lên lo ngại ở Singapore vì quốc đảo này nhận 1/3 nguồn cung từ Kuala Lumpur và còn nhiều các quốc gia khác đang dùng mọi biện pháp để mà tự lo cho mình. Riêng Trung Quốc, cuối tháng 2 năm 2022, ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine, văn kiện số 1 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hành đã đề cập rằng ổn định diện tích gieo và sản lượng lương thực cả năm, phải bảo đảm rằng chén cơm của người Trung Quốc được chắc chắn trong tay người Trung Quốc, cần đảm bảo diện tích gieo trồng ổn định và sản lượng đạt hơn 1.300 tỷ kg. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã nhiều lần chỉ thị về vấn đề lương thực như sau. An ninh lương thực là vấn đề lớn nhất của đất nước. Trong mọi thứ thì chén cơm luôn là quan trọng hàng đầu. Thống kê cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 12 2021, Trung Quốc đã nhập khẩu 164,539 triệu tấn lương thực, so với cùng kỳ năm trước đó đã tăng 25,273 triệu tấn.
Trong bối cảnh này, chính quyền Bắc Kinh đã ra sức thúc đẩy khôi phục nguồn đất canh nông. Ngày 28 tháng 3, Đài Á Châu Tự Do RFA dẫn nguồn tin từ Trung Quốc cho biết số lượng lớn các cơ sở chăn nuôi có thu nhập tốt đã bị chính phủ cưỡng chế san bằng. Ngay cả các cơ sở công đã được xây dựng từ lâu cũng bị buộc phải phủ đất để mà làm nông nghiệp. Những nạn nhân chống lại phong trào này đã bị chính quyền đàn áp nghiêm trọng. Một quan chức thuộc hệ thống tỉnh Hồ Bắc xác nhận với đài RFA rằng lý do phía sau phong trào này là vì khả năng tự cung tự cấp lương thực của Trung Quốc đang gặp vấn đề nghiêm trọng, cộng thêm vấn đề trong nhập khẩu, v.v. Họ cho biết thêm, vì kế hoạch là do đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy nên áp lực rất lớn. Chính quyền địa phương các cấp chỉ có thể kiên quyết thực thi. Người dân không có cách nào khác ngoài việc phải tuân thủ, thậm chí có nơi ứng phó bằng cách đắp một lớp đất mỏng lên nền bê tông trồng một số loại hoa màu để đối phó với đợt kiểm tra. Cách thoát khủng hoảng. Trả lời Thủ tướng Ý Mario Draghi qua điện thoại vào ngày 26 tháng 5, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế hiện nay với một điều kiện, đó là phương Tây phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Ông nói, Liên bang Nga sẵn sàng đóng góp lớn vào việc khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực thông qua xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, miễn là các lệnh hạn chế có động cơ chính trị từ phương Tây được dỡ bỏ. Dựa vào kinh nghiệm của mình, Phó Chủ tịch điều hành của Ngân hàng Thế giới, bà Marie-Anka Bangestu cho biết, để giải quyết cuộc khủng hoảng giá lương thực hiện nay, các quốc gia và cộng đồng quốc tế có thể thực hiện 4 hành động ưu tiên sau. Thứ nhất, cởi mở trong hoạt động thương mại lương thực. Các quốc gia và các tổ chức quốc tế phải đoàn kết và cùng nhau thực hiện các cam kết giữ cho lương thực được lưu thông. Thứ hai, hỗ trợ người tiêu dùng và các hộ gia đình dễ bị tổn thương thông qua các mạng lưới an toàn. Khi nguồn lực bị trì trệ kéo dài, các chính phủ nên ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất. Thứ ba, hỗ trợ nông dân mở rộng nghiên cứu ứng dụng phân bón sinh học, cung cấp cho nông dân nhiều lựa chọn bền vững hơn. Thứ tư và quan trọng nhất, đó chính là các quốc gia phải cam kết đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của nhau, phải cam kết chuyển đổi hệ thống lương thực. Bởi vì trước khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, hệ thống lương thực vốn đã bị ảnh hưởng bởi nhiều cuộc khủng hoảng như những cú sốc kinh tế, các cuộc xung đột, hạn hán lịch sử ở Đông Phi và dịch châu chấu tàn phá ngũ cốc, v.v. Vậy nên, cách để thế giới cùng nhau vượt qua khó khăn, vượt qua nạn đói lớn trước mắt chính là đoàn kết lại, cùng hợp tác, dựa vào nhau chứ không phải hành xử theo hướng cực đoan ngược lại,